Chào các bạn, thì đây là chiếc bẻ giấy mà sau khi mình làm lại, bây giờ thì bẻ hầu như là đã bị rêu hại rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ thử thả tầm 30 con ốc Nerita vào để xem hiệu quả dọn rêu của chúng nó đến đâu nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Thủy Sinh M2. Chiếc bẻ này của mình thì bị tảo lâu và tảo lam bám rất là nhiều, hầu như là dày đặc luôn. Trên những cái phần lá thì bám chỉ có những cái lá non mới ra là không bị thôi, còn những cái lá già thì hầu như là đã bị dính tảo hết rồi. Chiếc bẻ này của mình thì có kích thước là 40-30 và hầu như là một kích thước khá là bé, thì mình sẽ chỉ mua tầm khoảng 30 con thôi, thì mình nghĩ chắc là đủ rồi. Còn bạn nào muốn mà nhanh hơn thì có thể mua từ 4 đến 50 con để đảm bảo việc chúng nó sẽ ăn nhanh nhất. Và bây giờ mình sẽ thả lỗ vào bể và cùng chờ đợi kết quả các bạn nhé. Đây là ngày đầu tiên sau khi mình thả ốc, thì bạn có thể thấy là những phần tảo nâu nó bám trên kính kiểu như là đã biến mất hết rồi, chỉ còn một số những cái phần mà ở trong ốc nó chưa ăn tới. Đây các bạn được thấy là ở trên mặt kính ở bên tay trái này thì chúng nó cũng đang bắt đầu là ăn ở chỗ đấy rồi, và dần dần thì nó sẽ ăn hết vào phần bên trong thôi. Một số những cái phần rêu mà nó bám trên giấy thì cũng được ăn đi khá là nhiều rồi. Và đây là ngày thứ hai, thì các bạn có thể thấy là chiếc bể của mình đã sạch sẽ hơn khá là nhiều. Phần tảo bám ở kính bên tay trái thì cũng đã gần hết rồi, và bây giờ thì cái phần nhiều nhất chỉ còn là cái phần đằng sau thôi. Và đây là ngày thứ ba, ốc thì cũng chỉ ăn một phần nhỏ ở góc ở đằng sau thôi các bạn, vì đằng sau là rêu nó bám nhiều hơn ở mặt trái và mặt trước này, thì chúng nó cũng sẽ phải mất tầm 2 đến 3 ngày mới có thể ăn hết được cái phần sau đấy. Với cái tốc độ ăn như thế này thì mình nghĩ cũng là khá ổn. Với 30 con ốc thì trong 3 ngày chiếc bể của mình cũng đã sạch sẽ hơn khá là nhiều. Con ốc này thì ăn rêu rất là khỏe rồi,
mà cái vấn đề mà chúng nó mang lại là chúng nó đẻ rất là nhiều. Chúng nó đẻ có thể là lên lá cây các thứ làm mà bẻ của chúng ta sẽ rất là xấu đi. Và nếu như mà các bạn nào muốn mà nó không đẻ nữa thì lúc nào mà nó ăn rêu xong thì chúng ta có thể bắt ra ngoài, hoặc là nuôi những cái con ốc mà nó lâu một tí, bạn chấp nhận nó đẻ thì về sau thì nó sẽ không đẻ nữa, và hầu như là cái lúc mà nó to rồi thì nó chỉ đi ăn thôi, không phải lo về việc là ốc nó đẻ hết lên những cái phần cây cối của chúng ta, làm xấu bẻ của chúng ta. Những cái phần tảo lam mà mang kính như thế này thì ốc nó ăn khá là lâu, nhưng mà chúng ta muốn nhanh hơn thì chúng ta có thể dùng một phần dao cạo rêu để chúng ta cạo đi thì nó sẽ nhanh hơn. Như vậy là chúng ta có thể thấy hiệu quả ăn rêu của ốc Nerita rất là tốt. Và nếu mà chúng ta muốn hiệu quả hơn nữa thì chúng ta nên kết hợp là mua thêm những cái loại tép và những loại cá ăn rêu để cho chiếc bẻ của chúng ta được hài hòa hơn, và loại rêu nào thì chúng nó cũng xử lý được. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu như mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.